chơi game nhá. Mua camera đi. Họ cũng có thể là một căn bệnh được xếp vào là bệnh quốc dân. Quái lạ. Mình mới để cái chìa khóa đâu có tiêu nhỉ? Không kiếm không ra luôn á. Bực thật đấy. Và còn rất nhiều lý do nữa để anh chị nên sở hữu ngay một chiếc camera gia đình nhá. Và sau đây sẽ là 5 điểm nhấn trên chiếc S6C mà chắc chắn là khi nghe xong thì các anh chị sẽ muốn sở hữu em nó ngay lập tức. Điểm nhấn đầu tiên của sản phẩm là nó có khả năng quay 360 độ vô cùng độc đáo. Như vậy thì sẽ đảm bảo cho anh chị khi quan sát camera thông qua điện thoại sẽ dễ dàng hơn khi điều chỉnh góc quay của máy nhá. Điểm nhấn thứ hai của sản phẩm thì đây là chiếc camera có khả năng đàm thoại hai chiều. Sau khi kết nối điện thoại, chúng ta có thể sử dụng tính năng đàm thoại này để chúng ta có thể nói chuyện với con cái của chúng ta hoặc là những người thân trong gia đình như người lớn tuổi chẳng hạn nha. Bấm vô và nói thôi. Hello, xin chào. Chất lượng âm thanh thì siêu to khổng lồ nha. Điểm nhấn thứ ba của sản phẩm thì sao? Được trang bị đèn hồng ngoại nha, nhìn đêm cực kỳ tốt luôn. Điểm nhấn thứ tư của sản phẩm camera nhỏ nhỏ xinh xinh này là nó có thể phát hiện chuyển động, bám theo chuyển động cũng như là gửi thông báo về cho điện thoại của chúng ta nha. Thông qua phương pháp này thì chúng ta có thể biết được là ai đang ở trong khung hình của camera. Điểm nhấn thứ năm của camera EZBit có mã là H6C này, đó chính là việc nó có thể kết nối với điện thoại di động thông qua ứng dụng EZBit. Không chỉ là một mà thậm chí là nhiều điện thoại cùng một lúc để chúng ta có thể kiểm soát được từ xa một cách dễ dàng hơn. Và em thêm cho anh chị một cái ưu điểm của sản phẩm này, đó chính là với mức giá của nó cực kỳ rẻ, chỉ 550 ngàn đồng mà thôi. Trong thời điểm hiện tại khi anh chị mua camera này kèm với một thẻ nhớ 64GB thì thẻ nhớ đang được giảm chỉ còn là 170 ngàn đồng mà thôi, nên thực sự là một món hời. Với tổng số tiền bỏ ra chỉ là 720 ngàn đồng, chỉ khi đã có ngay một chiếc camera 360 độ lắp tại nhà kèm với một thẻ nhớ 64GB rồi nha. Phụ kiện ở trong hộp thì rất là đầy đủ ạ. Chúng ta sẽ có một mắt để chúng ta có thể gắn lên tường hoặc lên tủ này. Chúng ta sẽ có một adapter cũng như là chúng ta sẽ có một sợi dây sạc từ cổng USB qua cổng micro USB dài đến 3 mét để chúng ta có thể lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau một cách thuận tiện và dễ dàng nha. Cũng nhân đây thì em xin giải đáp một số thắc mắc của các anh chị liên quan đến việc là nếu mà camera này không dùng thẻ nhớ được sử dụng được không, thì em xin trả lời là vẫn sử dụng được bình thường. Tuy nhiên thì các anh chị sẽ chỉ có thể xem trực tiếp chứ không thể xem lại được những cái video của ngày hôm đó hoặc của những ngày trước đó. Việc anh chị mua một cái thẻ nhớ 64GB đi kèm thì chúng ta có thể xem được khoảng 2 tuần nha. Ngoài ra thì những video ở trên thẻ nhớ sau khi lưu lại thì nó sẽ lưu ở dạng là vòng lặp, tức là nó sẽ xóa cái video xa nhất đi, nên là anh chị hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề là thẻ nhớ sẽ bị đầy trong quá trình sử dụng nha. Để có thể kết nối được camera với điện thoại thì ngay sau khi anh chị cắm nguồn cho camera giống như vậy, anh chị hãy giúp em vào cửa hàng Play hoặc là App Store tại ứng dụng có tên là EZBit. Ấn mở ra. Tại đây chúng ta có thể tiến hành tạo tài khoản hoặc ấn vào đăng nhập nha. Em nếu có tài khoản em sẽ đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng ở góc phía trên bên tay phải. Mình sẽ chọn là quét mã QR. Lúc này đây thì ở dưới đáy của camera nó sẽ có một cái mã QR nha. Mình sẽ đưa lên và quét. Như vậy là thiết bị đã được gắn xong nha. Chúng ta sẽ ấn vào đã bật nguồn thiết bị và ấn kế tiếp. Ấn khởi động. Đèn thì đã nhấp nháy màu xanh. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào là đèn nhấp nháy màu xanh và chọn kế tiếp. Mở quyền cho phép vị trí. Nhập tên mạng Wi-Fi. Sau đó ấn kế tiếp. Kết nối thành công này. Chúng ta sẽ ấn vào đây nha. Đến bước này thì anh chị có thể đặt tên cho thiết bị cũng như là chúng ta có thể sử dụng những cái tên phổ biến ở phía bên dưới. Ví dụ em sẽ chọn là phòng khách và ấn kế tiếp. Sau khi kết nối xong thì nó sẽ như thế này nha anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có giao diện là chụp màn hình này, ghi hình này. Đây là chúng ta có thể là điều chỉnh cho camera quay trái hoặc quay phải này. Đàm thoại hai chiều, chúng ta sẽ có thể lựa chọn độ phân giải tối đa là Full HD nha quý anh chị. Chúng ta có thể chọn chế độ ngủ đêm, tính năng chụp hình 360 độ ở đây. Ngoài ra thì ở góc trên này thì chúng ta sẽ có thêm cái hình có thể nhớ này. Anh chị có thể xem lại những cái đoạn video mà mình đã lưu trước đó thông qua camera này bằng cách là gắn thẻ nhớ vào đó. Khi mà các anh chị ấn vào đây, nó sẽ có một cái biểu tượng setting nhỏ nhỏ ở góc. Chúng ta có thể bật lên ở đây là thông báo âm thanh, bật tắt hồng ngoại. Chúng ta có thể bật đây là thông báo là báo động này, ví dụ như có người di chuyển này. Tự động theo dõi khi mà mình bật lên á, thì khi mà cái đối tượng nằm trong khung hình có chuyển động nó sẽ bám theo cái đối tượng đó. Trong phần thông báo tự động thì anh chị có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có thể là thông báo đẩy này, lịch thông báo, tức là mình có thể mình đặt lịch cho nó được. Ví dụ như là em
nay đến chủ nhật nhé. Và thời gian nhận thông báo là từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút. Sau thời gian này thì nó sẽ không gửi tin nhắn báo hiệu cho mình về notification ở trên điện thoại nữa nhé. Đối với cái sản phẩm camera 360 này, anh chị có thể có hai cách để chúng ta kết nối với internet. Ngoài việc sử dụng wifi lúc nãy thì anh chị chúng ta có thể sử dụng một cái dây mạng LAN gắn vào đây. Còn đối với việc mà chúng ta gắn thẻ nhớ thì anh chị chỉ việc là kéo cái camera lên trên. Nó sẽ có phần khai thẻ nhớ ở phía bên dưới cũng như là một nút reset ở đây nhé. Như vậy thì anh chị có thể thấy là chỉ với 550 ngàn đồng mà thôi, chúng ta đã có một cái camera với rất là nhiều những cái tính năng hấp dẫn như vừa liệt kê từ nãy đến giờ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay các cửa hàng của Định Máy Xanh để đặt mua cho mình một chiếc camera có thương hiệu là EZ Mid với mã H6C, mức giá chỉ là 550 ngàn đồng mà thôi. Thời điểm này khi mua hàng, anh chị mua kèm với một cái thẻ nhớ 64GB thì giảm giá thẻ nhớ chỉ còn 170 ngàn nha. Tức là tổng cộng cái combo này em xin nhắc lại là chỉ có 720 thôi. Là chúng ta đã có được một camera và một thẻ nhớ 64GB rồi.